Bây giờ sửa bài này nhá. Đầu tiên là bạn nhìn nhận cho cô này. Thứ nhất đó là gì? Cái miền này là miền gì nào? Ít pin còn ít pin còn dệt pin nhọn bằng 4. Như vậy là nếu như bạn nào xem biết là hình gì rồi, đúng hình cầu được nhá. Nhỏ hơn nó bằng như vậy trống hay là ngoài nào? Trống hình cầu hay ngoài hình cầu? Ở trong cầu. Ok, trong cầu bán kính bằng 2 được nhá nào. Như vậy bạn có hình cầu bán kính bằng 2 này. Và lấy trống của cầu. Có vẽ trục tọa độ trước. Rồi. Cầu thì vẽ tròn ở ngoài đúng không? Cân chưa? Rồi, tương đối vậy được chứ nè. Bạn có gì? Thể hiện rằng đây là cái câu như vậy. Đâu này cô vẽ một cái L. Này ở đường xích đạo, đúng chứ nè. Như vậy vẽ hình này là hình gì? Elip nhé. Trên này là điểm 2. Như vậy trên này là nét liền này. Bên này liền. Bên này liền. Liền ở đây nó sẽ chạy từ ngay ở vị trí đường xích đạo này, này cắt mà đi ra này. Nhá. Trục OX là nằm cắt ngay cái đường này đi ra. X nó bên này Y, bên trên là Z. Bây giờ bạn có là gì? Z lớn hơn hoặc bằng 1 là cái gì các bạn? Z lớn bằng 1 là cái gì? Chỗ này là 1 này. Ai biết? Mặt phẳng chính xác được nhá. Đó sẽ là mặt phẳng. Mặt phẳng mà đi ngang qua cái vị trí là 001. Mặt phẳng OXY hả? Mặt phẳng này song song với OXY chứ không phải là OXY đâu nhá. Bạn thấy nhá. Cái này là mặt phẳng song song với OXY. Như vậy đây cô thể hiện một cái nét cắt nữa. Rồi. Như vậy bây giờ bạn có thể tưởng tượng cái phần mà chúng ta cần lấy ở đây là cái gì? Thứ nhất bạn thấy này, nó là trong cái hình cầu bán kính bằng 2. Đấy nhé nào. Thứ hai nữa là lấy từ cái mặt phẳng này mà đi lên, đúng không? Dẹt lớn bằng 1. Ừ. Như vậy nếu như cô lấy cái phần mặt phẳng này là đây này. Đây là cái thiết diện cắt vào giữa cái mặt phẳng và cái hình cầu đúng không? Thì nó cắt ra được cái miếng này. Và bây giờ sẽ lấy từ dẹt lớn bằng 1 rồi nhá. Trở lên rồi đồng thời là lấy trong câu nữa. Như vậy có nghĩa là cái phần bạn lấy sẽ là cái phần chọn chọn câu. Bạn hiểu chọn câu là gì nhỉ? Giống như ở đây là bạn tưởng tượng nguyên cả quả câu này là một quả trứng đúng không? Bạn dùng dao bạn cắt một miếng ở trên này. Đấy nhá, được một lát trứng nhỏ đến kia bạn có thể vắt vào tô bún hay tô gì đó chẳng hạn. Bạn nhìn thấy không? Được chứ nào? Như vậy phần mà chúng ta lấy ở đây là phần được tô vàng ở trên này này. Đến mặt phẳng này thôi. Như này, cái phần bạn lấy là phần này. Rồi. Bây giờ muốn giải được bài này. Bạn làm thế nào? Bạn xác định cho được là hình chiếu là cái gì? Được chứ? Dẹt trên, dẹt dưới là cái gì? Được chứ nào? Thì bây giờ nhìn nhớ lại cái hình quét kem của cô hôm bữa được nhé nào. Thì bây giờ làm sao mình xác định nào? Cái miền V lúc này sẽ đương nhiên miền V người ta cho đây rồi nhưng mà cho kiểu này thì không thể làm được bài được nhé nào. Bạn phải chặn lại V này sẽ bằng gì? V này sẽ bằng gì? Bộ x y dạy này. Bây giờ suy nghĩ cho cô đi là dạy nó chạy từ đâu tới đâu. Rõ ràng là x, y sẽ thuộc vào đâu các bạn? R2 phải không? Chỉ là hình chiếu phải không? Hình chiếu phải không? Rồi, còn z này sẽ chạy từ mấy đến mấy? Từ 1 đi n 4 trừ x bình trừ y bình. Rồi, chính xác được chưa? Từ
từ một tới căn, tức là tới cái vỏ của cái quả cầu ở phía trên này, đấy nhá, này ở phía dưới là mặt phẳng dạy bằng một, còn ở phía trên là cái vỏ này, phải không? Cái vỏ của quả cầu này này, cô đang vẽ màu đỏ này, đúng chưa? Và đương nhiên cái phương trình của nó sẽ được rút ra từ cái phương trình của cái cầu, đúng chưa nào? Như vậy rõ ràng ở phía dưới là một, còn ở phía trên sẽ là z, ở đây là dương, phải không? Như vậy sẽ là căn bậc hai của 4 trừ đi ít pin, trừ đi ít pin, đúng chưa nào? Rồi ok, tiếp bây giờ bạn xác định cho cô cái d. D là hình chiếu của gì? V lên OXY, đúng không? Như vậy đây là những bộ XY thuộc vào R2. Sao cho thỏa mãn cái gì? Hình chiếu của cái hình này xuống sẽ là hình gì ạ? Hình tròn con Hình tròn, được chưa? Tâm ô nhưng bán kính nó bao nhiêu biết không? hai tính bằng ba Rồi, vì sao biết? Thì nếu như trong trường hợp các bạn không biết thì bạn tìm cho cô cái giao tuyến. Được chưa nào? Bạn nào không biết thì tìm giao tuyến nha. Giao tuyến của cái gì? Của cái cầu x pin cộng y pin cộng z pin bằng 4 và z bằng 1, đúng nhá? Rồi rồi ok, như vậy ở đây bạn thể z bằng 1 vào thì bạn được x pin cộng y pin sẽ bằng 3, z bằng 1, có nghĩa là trên mặt phẳng z bằng 1 sẽ có một cái hình tròn bán kính bằng căn 3, đúng chưa? Như nào, như vậy ở đây bạn sẽ có thỏa mãn là hình chiếu sẽ là hình tròn bán kính căn 3, phải không? Như vậy là z x pin có cái pin nhỏ hơn hoặc bằng 3. Ok chưa nào? Như vậy làm ở đây là chặn được V em, và chặn được D. Như vậy tích phân y của chúng ta sẽ bằng gì? Bạn sẽ đưa về tích phân ở trên D của DX DY như thế nào? Bây giờ z sẽ là chạy từ 1 tới căn bậc 2 của 4 trừ x pin trừ y pin. Z DZ. Đúng nhá. Như vậy lượng này có thể ghi lại là D này, nguyên hàm lên sẽ là Z pin chia 2, đúng không? Thế cần Z bằng 1, Z bằng căn bậc 2 của 4 trừ đi x pin trừ đi y pin DX DY bằng bao nhiêu? Trên D thế giá trị vào 1 phần 2 cũng có thể cho ra ngoài. Thế như nào? Chỗ này bình phương lên bạn sẽ được là 4 trừ x pin trừ y pin là cần trên, cần dưới thế vào là được 1, như vậy trừ đi 1 dx dy bằng 1 phần 2 tích phân trên d 3 trừ đi x pin trừ đi y pin dx dy. Đến đây làm được chứ nào? Đến đây bạn làm cái việc gì nhỉ? Đây làm cái gì tiếp? Đây là tích phân hai lớp đúng không? Ở trên miền D là miền hình gì đấy? Hình tròn, toàn độ cực, chính xác đấy nhá nào. Như vậy bạn sẽ đổi biến là x sẽ bằng gì? X sẽ bằng R cột phi, y sẽ bằng R sin phi, được nhá? Jacobi bằng R, được nhá? Rồi. Lúc này D phẩy sẽ chặn lại như thế nào? Bộ R phi đúng không? Sao cho thỏa mãn R chạy từ đâu? R sẽ chạy từ bao nhiêu nhỉ? Hình tròn bán kính căn 3 chuẩn phải không? Như vậy chạy từ 0 tới căn 3 phi. Nguyên cả hình tròn đúng không? Như vậy 0 2 pi. Đúng nhá? Như vậy tích phân y lúc này sẽ ghi lại là bằng gì? 1 phần 2 ở ngoài giữ nguyên. Trong này sẽ 3 trừ đi x pin trừ y pin, tức là trừ đi R pin, nhân với trì tuyệt đối của Jacobi là R DR được phi. Đúng chưa bạn? Đến đây tự làm được chưa? Như vậy rõ ràng lúc này là 1 phần 2 giữ nguyên này. Ok rồi đúng không? Ừ, cái này tự làm nhá. 3R trừ đi R mũ 3 này, DR này, 0 căn 3 này, nhân với 0 2 pi d phi. Rồi từ tính tiếp nhé nào. Bài này là người ta hỏi là tích phân 3 lớp thôi đúng không? Rồi đấy nhá, chỉ yêu cầu tính tích phân 3 lớp, như vậy làm cái này là ổn rồi đấy nhé nào. Rồi bài nào nữa nào? 1 chấm
1.14b phải không? À 2.14b, xin lỗi. Có hỏi gì thì hỏi nhé. 2.14b. Rồi. Đổi biển qua tọa độ trụ để làm bài này. Hai chấm mười bốn b. Bây giờ bạn có gì? Nhìn vào hình này bạn phân tích này. À, cái miền người ta cho. Hình này hình gì các bạn? Hình này hình gì nhỉ? Ai biết? Trụ tròn chính xác được nhá. Bên này cũng là gì? Cái vế bên này cũng là trụ tròn. Như vậy bên một bên là trụ bán kính bằng một bên là trụ bán kính bằng hai, đúng chưa? Bây giờ Z là chỉ lấy trong khoảng là từ 0 tới 1, như vậy nó bị chặn lại trong khoảng gì? Từ Z từ 0 tới 1 thôi. Lấy phân x lớn không, y lấy lớn không, như vậy có nghĩa là chỉ lấy 1 phần 4 của cái phân trụ này thôi. Như vậy cái hình mà bạn thu được sẽ giống như cái gì các bạn? Bạn có biết cái miếng nam châm hình hình trụ không? Nam châm bình thường là tròn tròn thế này này, nhưng mà bây giờ cắt ra chỉ lấy 1 phần 4 thôi. Như vậy nó sẽ kiểu gì nhỉ? Vậy đi. Vậy như này. Đương nhiên cô vẽ đẹp lắm. Phía sau nữa được nhé nào. Thế này nữa. Tôi kéo xuống đây. Ủa, thôi vẽ hình ra đi. Vẽ đàng hoàng ra. Như này. Như vậy ở đây bạn đầu tiên là cứ vẽ trục tọa độ trụ và chỉ lấy x lớn không, y lớn không. Như vậy chỗ này là nét liền à, nét đứt đấy nhá. Thôi chỗ nào liền thì lát nữa chúng ta nối lại sau. Rồi bây giờ bạn có này là trụ bán kính bằng một phải không, và sau đó là trụ bán kính bằng hai. Cái hình này vẽ để cho đẹp là cũng hơi khó đấy. Kéo lên chút. Như vậy để cho các bạn dễ hình dung, cô cứ vẽ toàn bộ hình này nhé. Rồi và trụ bán kính bằng hai như vậy ngoài này. Rồi. Tạm thời như vậy được nhé nào. Bây giờ đáng ra sẽ là ở trên này à, lên dạy bằng một phải không? Bây giờ dạy bằng một cô cho đây đi, cao cao lên đây. Như vậy đây, từ đây này. Rồi, được như nào. Ngoài này sẽ là thân của cái trụ bán kính bằng hai, nó ở ngoài nên nó sẽ là nét liền. Rồi. Trên này liền luôn, được nhá nào, trên này sẽ là nét liền này. Ngoài này cũng nét liền luôn. Xấu rồi.
Rồi đại khái vậy nhé. Rồi trục dẹt là nó sẽ là trục trên này nè. Rồi bây giờ bạn có gì? Bạn thấy là ở vị trí này này là dẹt bằng 1 này. Đây. Chỗ này là dẹt bằng 1 đúng không? Chỗ này thôi, có vẻ là đây thôi, như này. Đây là dẹt bằng 1. Đương nhiên tỷ lệ của các trục bạn không cần phải lấy quá chính xác, chẳng hạn như trục x, trục y nhá, và trục dẹt thì con số 1 ở bên này là đây, 2 ở đây, nhưng con 1 của con dẹt cô vẽ cao lên cho nó dễ nhìn thôi, không vấn đề gì cả nhé. Bởi vì góc nhìn có thể khác, do đó vẽ không cân xứng lắm cũng không sao. Đấy là tỷ lệ ở trên cao độ và OX là nó cũng cân giống nhau. Tiếp, bây giờ bạn chỉ lấy là gì? Phần x lớn không, y lớn không? Như vậy nếu như x ở bên này đúng không? Y ở bên này, dẹt trên này, thì x lớn không, y lớn không thì bạn lấy phần nào? Bạn chỉ lấy là từ trong cái khoảng từ x tới y ở phía bên này thế này, đúng không? Rồi, tiếp. Ở đây bạn lại nhớ cho cô nữa là một mà nhỏ hơn hoặc bằng x bin cộng y bin. Như vậy là trong trụ tròn nhỏ hay là ngoài trụ tròn nhỏ các bạn? Bạn đây, trụ tròn nhỏ là ở đây phải không? Như vậy trong hay ngoài trụ tròn nhỏ? Ngoài là ở phía màu xanh này. Bây giờ ngoài là màu xanh đúng không? Còn bên trong là trong cái lõi của nó. Thì bây giờ lấy ngoài hay trong? À, lấy màu xanh, lấy màu xanh các bạn ạ, lấy ngoài đó. Bởi vì sao? Bây giờ bạn thấy này, bạn thấy cái tâm của giả sử như là cái điểm mà nằm ở bên trong phải không? Chắc chắn biết là đó là cái điểm O đúng không? Đúng nhỉ? Bây giờ bạn có điểm O có tọa độ bao nhiêu? O tọa độ không không đúng không? Bạn thấy là rõ ràng nó nằm dọc xuống là cái phần màu vàng đúng không? Hoặc là thậm chí ngay cái điểm này, cái điểm xin lỗi, điểm thế này đi, không không một luôn, điểm không không một ngay cái chỗ mà cô bôi màu vàng đó, được chứ nào? Tức là x bằng không, y bằng không và z bằng một đúng không? Nếu như bạn thể vào cái phương trình này thì bạn thấy rằng một này đương nhiên không thể nhỏ hơn là không còn không được. Như vậy cái điểm này không thuộc vào cái miền mà bạn đang xét, tức là cái điểm mà đang bôi màu vàng này không thuộc miền đang xét, chứng tỏ miền đang xét là miền màu xanh, rõ chưa các bạn? Được nhá. Như vậy rõ ràng là nằm ngoài cái trụ nhỏ, được nhá. Và kiểm tra tương tự bạn cũng thấy là nó nằm trong trụ trụ lớn, được chưa nào? Như vậy cái phần mà lấy ở đây sẽ là cái hình mà như các bạn đục mấy cái lõi ở bên trong đúng không? Đấy nhá. Giống như quả quả gì nhỉ, dưa leo mà bạn khoét vết cái ruột ở bên trong gì đó, đấy nhá, chỉ lấy cái phần thịt ở bên ngoài thôi nhá. Rồi như vậy cái phần là lấy màu xanh. Thứ hai nữa, z là chạy từ 0 tới 1. Z bằng 0 là cái gì các bạn? Z bằng 0 là mặt phẳng OXY đúng không? Bây giờ z bằng 1 là cái mặt phẳng mà đi ngang qua cái vị trí 0, 0, 1 ở đây. Được chứ nào? Như vậy cắt ra thì nó sẽ lấy một cái khúc, được nhất là mà từ dưới lên trên phải không? Từ mặt dưới này này, mặt dưới này đi lên mặt ở phía trên. Bây giờ làm sao để cô vẽ cái mặt phía trên cho nó dễ? Thì bây giờ này, bạn lưu ý này, có phải là mặt phía trên chỗ này đi thẳng qua đây là nét liền không? Nếu như vẽ mà thể hiện cắt theo trục OI để đảm bảo x lớn không nữa thì cô sẽ vẽ một cái đường mà nó song song với trục OX. Cô vẽ một cái đường song song với trục OX đúng không? Song song chưa? Tạm thời vậy, được nhá, song song. Được nhá nào. Thì cái phần mà chúng ta sẽ lấy ở đây là phần ở đây này. Trùng lên cái nét này. Được nhá. Thì về đây này, cái đường này này. Các bạn phía bên này lấy đây và phía bên này lấy ở bên này. Rồi. Như vậy chung quy lại phần mà chúng ta cần lấy ở đây là gì? Để thể hiện rõ hơn thì cô cho một đường từ trên này xuống nữa. Đó. Thấy nè. Đây là phần chúng ta cần lấy. Như vậy phần chúng ta lấy sẽ là đi từ phía bên này này. Đi mem theo cái này này.
qua đây cái phần mà cô bôi đỏ nhé, đi theo cái vân này trở về đây. Thế như nào, dưới này là nó sẽ nét đứt đúng không, bên này nét đứt, bên này đi qua nét đứt vì nó khuất ở bên trong ha. Đi theo cái vân này trở về đầu này, trên này đi xuống. Ở bên trong này sẽ là cái nét đứt ở đây này. Bên trong này để dễ hình dung hơn thì có thêm một cái nét ở trên đi xuống này. Tức là từ cái mũi này mà đi xuống mũi dưới này này. Rồi. Hình chúng ta lấy là cái hình mà cô đang bôi màu đỏ ở đây. Bạn nhìn thấy không? Đấy là cái hình mà đang có cái khu vực màu đỏ này là hình chúng ta đang lấy. Như vậy ở đây lấy gì? Dẹt là từ mặt phẳng. Mặt phẳng gì bạn? Dẹt bằng không này, lên mặt phẳng dẹt bằng một sẽ là cái mặt trên này này, là mặt phẳng dẹt bằng một này. Được chưa? Rồi. Rồi chạy từ gì bạn? X lớn hơn không đến y lớn hơn không, tức là từ đây qua đây thôi. Đấy thế nào? Và nằm ở ngoài trụ nhỏ và trong trụ lớn. Như vậy cái khối mà có mặt trên và mặt dưới là hai phần cô đang gạch chéo đỏ. Các bạn hình dung nó hình không? Hiểu chưa? Qua lại xíu luôn cô chỉ Lại nhiều. xíu. Rồi ok. Bây giờ phân tích từng từng thân phần một nha. Bây giờ bạn có này. Thứ nhất, cái này là gì? Là ngoài trụ nhỏ phải không? Mà trụ nhỏ là cái trụ mà có cái vân ở bên này đấy. Vân này là trụ nhỏ đấy, thấy nhá, trụ nhỏ là trụ bên trong nó, thấy nhá nào. Thứ hai, cái phía bên này có nghĩa là gì? Là trong trụ lớn là trụ bán kính bằng hai phải không? Cái vòng lớn bao ở ngoài đúng không? Như vậy có nghĩa là đáng ra là có thể là lấy cả cái phần màu đỏ này mà chạy quấn ngộ cái này luôn này, mà bỏ đi cái ruột ở bên trong, bỏ đi cái ruột, bỏ đi cái ruột bên trong. Cái ruột vàng đó được nhá, bỏ cái phần màu vàng ở trong đi, được nhá nào, bạn chỉ lấy cái phần ngoài này thôi, phần ngoài này được nhá nào. Rồi nếu như có thêm điều kiện này có nghĩa là chạy từ mặt phẳng dẹt bằng không lên mặt phẳng dẹt bằng một ở đây, còn nếu như không có điều kiện này thì nó sẽ chạy cái ống này sẽ chạy dài vô hạn nha các bạn. Cái này hoàn toàn giống như cái cổng đó các bạn, cái cổng phải không, người ta vẫn phải đúc một cái lớp dây ở ngoài để cho nó đảm bảo phải không. Như vậy cái vân vàng ở ngoài này là cái vân xi măng, anh chứ nào, con ở bên trong ruột này phải rỗng để cho nước sau này nó chảy đúng không, bạn hình dung như vậy không cô, được chứ nào. Rồi tiếp tục, dẹt chạy từ 0 tới 1 được nhá, như vậy cắt từ cái mặt phẳng OXY này mà lên mặt phẳng dẹt bằng một ngang đây thôi, dẹt bằng một được nhá. Tiếp lại có thêm điều kiện là chỉ lấy phân x lớn không và chỉ lấy phân y lớn không. X lớn không là lấy phần nào? Là lấy từ cái đường từ cái mặt gì bạn? OYZ trở về phía trước này phải không? X lớn không? Y lớn không thì lấy từ mặt phẳng gì? OXY về phía này phải không? Tóm lại là bạn giao hai cái này lại, được nhá? Bạn chỉ lấy là từ cái phần những cái phần mà nằm trong cái mặt phẳng OXY này này, nằm ở trong cái góc này thôi. OXYZ đấy thôi này, nằm ở cái phần dương mà chúng ta đang vẽ đấy thôi. Chứ cái phần bên này không lấy, phần phía sau này không lấy. Bạn nhìn như nữa không? Em hình dung được hết, em mới vô phòng bí là coi chỗ da mà cô, cái chỗ mà da với chiều da của nó cô. À, tức là vẽ cái khung á, cái khung giao cái đường màu đỏ bạn chưa hiểu đúng không? À, thì cái này là giống như bạn có học hình vẽ kỹ thuật đó nhé. Bạn hình dung cái thiết diện đó các bạn. Rồi, bây giờ nha. Để cho dễ cô xóa bớt phần dưới này. Bây giờ cô hỏi này. Vì cái hình này này có đặc điểm như bạn ở trong không gian phải không? Nên là tròn thì nó nhìn ra elip được nhất à? Rồi là thẳng thì nó nhìn ra xiên. Giả sử như bây giờ bạn thấy này. À, phía mặt đáy phải không? Cái phần đáy là phần này ok không? Chấp nhận không? Nếu như bạn nhìn từ trên xuống được chưa nào thì nó sẽ là 1/4 cái vân của hình tròn phải không, hình tròn nó khỏe ruột nhưng mà nó chỉ là 1/4 thôi được chưa nào.
Nhưng mà bây giờ bạn nhìn theo cái góc độ là nó hơi xiên một chút xíu, được chưa nào, hơi xiên một chút xíu, nên được chưa, đáng ra là trục OX và OI nó vuông góc với nhau phải không? Và bây giờ nhìn là nó cái góc mở ra lại lớn hơn 90 độ, được chưa, vì đây là hình không gian mà, được chưa nào. Tiếp tục, bây giờ thể hiện ở phía trên này làm sao, trên này để biết rằng là cắt ra cái khối phải không, thì đường này phải song song với trục OI này, còn cái đường ở trên này này là phải song song với gì, trục OX. Đấy nhá, à, trục OX là trục ở dưới này này thì bạn vẽ đường song song ra, đấy nhá. Như vậy cái điểm này này và cái điểm dưới này nối lại với nhau phải không? Nó phải song song với trục OZ ở trong phải không? Cô xóa mét OZ ra. Nghĩa là nó phải song song với trục OZ này này, hình không gian mà. Đấy nhá. Rồi cái đường ở ngoài này nữa, cái đường ngoài này thì nó gì cũng phải song song, tất cả những cái đường đứng này đều phải song song với nhau hết. Đúng nhá. Bây giờ nó thế nào đây nhỉ? Thì bây giờ cô cũng chỉ có thể vẽ thế này thôi. Được chưa nào? Như vậy cách vẽ thì bạn là cứ lấy đường song song với trục OX và lấy đường song song với trục OY cắt ra, được chưa nào? Thì nó đi theo cái vần này. Như vậy ở phía trên. Ở phía trên thì nó sẽ là cái phần màu vàng ở đây. Phía dưới là cô gạch chéo rồi, được chưa nào? Bây giờ tưởng tượng cho cô tiếp là hình hình chiếu của nó lên sẽ là hình gì các bạn? Chỉ là cái phần cô gạch chéo phía dưới phải không? Hình chiếu của phần này cũng chính là tất cả sẽ đổ lên cái điểm, những cái điểm nằm ở trong cái miên màu xanh ở dưới phải không? Dạ. Rồi ok, được nhất này. Rồi bây giờ bạn đổi biển qua toàn độ trụ làm được không? Toàn độ trụ này đặt gì? X sẽ bằng R của phi, Y sẽ bằng R sin phi, dạ bằng dạ, thứ nhất là dạ của bi bằng R. Bây giờ V phẩy bằng gì các bạn? R nằm ở đâu? Nhớ cho con, chẵn R đối với tọa độ trụ thì hoàn toàn tương tự như chẵn ở trong tọa độ cực phải không? Dựa vào hình chiếu, được nhất là. Và hình chiếu ở đây là cái hình gì các bạn nhỉ? Nhìn về tưởng tượng đúng không? Hình chiếu này, hình tròn bán kính bằng 1 phải không? Hình tròn bán kính bằng 2 phải không? Bạn lấy cái phần này đây. Đúng nhất nào. Như vậy R nằm từ đâu tới đâu? R từ đâu tới đâu nhỉ? Từ 1 tới 2. Đúng rồi, tới 2. Phi bao nhiêu nhỉ? Không bên trên 2. Không Không cái gì? Không hai bên nhất. nói cho chắc không thì bao nhiêu Không chưa phụ. đây đây hình này, hình vô vẻ này Không không pi chia hai đúng nhá, không pi chia hai đúng đó. Z z không một đúng rồi, dạ không một người ta cho luôn đấy, để nhất là từ mặt phẳng dạ bằng không lên mặt phẳng dạ bằng một, đúng nhá. Như vậy bài này này vẽ hình thì khó nhưng mà chẳng miên thì dễ đúng không, nghĩa là hình chiếu nó chẳng cực kỳ khỏe, đấy nhá nào. Rồi vậy là xong rồi đó. Như vậy y sẽ bằng v phẩy đúng không? Bây giờ cái hàm của bài này là gì, dạ mà trừ đi x phải không? Như vậy dạ là dạ không có gì thay đổi này, x sẽ là gì, r cột phi này, Jacobi là R này, DR, DP, DZ, được nhá. Bây giờ bạn lại thấy đặc điểm là tất cả ba thằng này đều là cần số hết phải không? Như vậy tính cực kỳ khỏe, được nhá nào. Bây giờ lấy thằng nào trước? Bên thằng thằng nào trước nào? Chỗ này có hai cách làm. Rồi bây giờ cô làm hai cách luôn cho bạn xem, được nhá nào. Bây giờ đầu tiên là bạn lấy nguyên hàm theo biến Z chẳng hạn, như vậy sẽ được bao nhiêu? 01 à, xin lỗi 12R đấy nhá. Tiếp 0 pi chia 2 d phi, tiếp 01 d z đúng không? D z thì cô lấy luôn là để về tính vẫn khỏe, như vậy là R nhân với z pin chia 2 đúng không? Trừ đi R bin
bộ phim mà nhân vật giả đúng không? Thế cần như vậy xóa luôn. Hay là làm từ từ, tôi làm luôn nhé. Nhưng mà kỳ cùng này có phải tìm tiền tới sao đây? Rồi dẹt sẽ bằng mấy? Dẹt sẽ bằng một. Dẹt bằng không và dẹt bằng một. Bê phi đúng chứ? R dẹt pin dây 2, R pin cột phi nhân với dẹt đúng rồi. Không đúng rồi. Tiếp phân cần từ 1 tới 2 này, DR này. Chỗ này thì bằng được bao nhiêu? Dẹt thể bằng 1 vào như vậy được R chia 2 trừ đi. R bình cột phi, dẹt bằng 0 là 0 bỏ, được nhé nào. D phi. Tiếp tục lấy nguyên hàm theo biến phi chẳng hạn thì được là 1, 2. R chia 2 phi đúng không? Sin đạo hàm thành cột như vậy trừ R bình sin phi. Thế cận phi này bằng 0, phi này bằng phi chia 2 DR. Bằng tiếp 1, 2. Thế phi bằng pi chia 2 vào như vậy được là pi nhân với R chia 4 trừ đi. Sin của pi chia 2 bằng 1 như vậy trừ đi R bình. Thế cần 0 là 0 hết này nhé, là bỏ DR bằng R bình chia 2 pi chia 4 trừ đi R mũ 3 chia 3. Thế R bằng 1 và 2. Thế 2 vào như vậy sẽ được là 4, như vậy rút gọn còn pi chia 2. Thế 2 vào là trừ đi 8 phần 3. Thế 1 vào 1 như vậy là trừ đi pi chia 8 cộng với 1 phần 3. Thì mình được bao nhiêu nhỉ? 3 pi chia 8 đúng không? Trừ đi 7 phần 3 đúng không? Rồi. Đây là cách thứ nhất nha các bạn. Cách thứ hai trong trường hợp này bạn có thể tính này, ý sẽ bằng gì? Bạn thấy là ở đây có hai cùng phải không? Cô có thể tách ra là tích phân ở trên V phẩy này. R dẹt là một này. DR, D phi. Thì dẹt này trừ đi tích phân ở trên V phẩy của cái gì? R bin cột phi DR D phi thì dẹt đúng không? Thấy rằng mỗi thằng này đều là cần cần số cả, do đó tách ra thành những cái tích phân xác định. 1, 2, R, DR nhân với 0, pi chia 2, D phi nhân với 0, 1, D dẹt đúng không? Dẹt, D dẹt, trừ đi. Bên này là cũng là 1, 2, R, bin, DR nhân với 0, pi chia 2, D cột phi, D phi nhân với dẹt thì không có đúng không? Như vậy là 0, 1, D dẹt. Tóm lại tách ra thành những cái tích phân xác định để tính cho nó đơn giản. Đấy nhá, không cần phải tính lòng như ở bên kia. Như vậy cụm này sẽ được bao nhiêu? R bình chia 2 này. 1, 2 này. Phi, 0, pi chia 2 như vậy pi chia 2 luôn. Đấy nhá nào. Z bình chia 2, 0, 1. Đó, trừ đi. Bên này R mũ 3 chia 3. 1, 2 nhân với cột là thành sin phi 0, pi chia 2. Nhân với Z thể 0,1 bằng mấy? Bên này sẽ được là 2, như vậy là 4 là 2 trừ đi 1 phần 2 đúng không? Nhân với pi chia 2 nhân với 1 phần 2 đúng nhỉ? Rồi trừ đi. Bên này mũ 3 như vậy là 8 phần 3 nhân với sin là 1 rồi, nhân với Z bên này là 1. Đúng nhỉ? Kết quả sai hả? Khác nhau hả? Như vậy được bao nhiêu bạn? Rồi, như vậy sai ở đâu?
trừ bên này, à xin lỗi, đây là 3 pi, phải 2 mà trừ đi 1 phần 2 là 3 phần 2, như vậy là 3 pi chia 8 trừ đi 8 phần 3. Cô bị sai ở đâu nhỉ? 4 phần 2 pi chia 2, rồi bên này các bạn làm bài này kết quả ra bao nhiêu hả bạn? Bên này cô giao lại xem nào. Thế con 2 vào trừ 8 phần 3 là đúng này. 1 sai ở đâu nhỉ? Do lại xe của bạn. Tự nhiên kết quả nó phải giống nhau chứ không thể khác được nữa nhé nào. Dạ trừ ít phải không? Dạ trừ ít rồi cột. Không, 1 phần 2. R dẹt này, đấy nhá, bây giờ dò lại này. Bên này R dẹt, đấy nhá nào. Trừ đi R bin, cột, đúng nhá. Rồi. Như vậy ở đây nó sẽ là R bin chia 2, pi chia 2, dẹt bin chia 2, trừ đi. Bên này R mũ 3 chia 3. Bên này sin, đạo hàm sin cột. Ok. Dẹt, bên này là dẹt rồi, ok. Như vậy bên này được bao nhiêu? A à, phải trừ chỗ này không phải là 8 phần 3 các bạn, chỗ này cô nhầm này, chỗ này đưa xuống là 8 phần 3 mà trừ đi 1 phần 3 nữa, thế không, chỗ này sẽ là bình phương lên là 8 phần 3 này, trừ đi cần dưới là 1 phần 3 nữa này. Đấy, như vậy chỗ này 7 phần 3, xong hai bên giống nhau được nhất. Là bạn thấy làm cái nào khỏe hơn các bạn? Thôi thì tùy được nhá, chọn cái nào thì tùy các bạn. Được nhá. Tính toán thì giống nhau thôi, tương đối. Được chứ nào. Nhưng mà nhớ cho cô là trường hợp mà có cần số thì có thể tách ra được. Rồi bây giờ hỏi gì nhỉ? Hỏi gì không? Alo? Dạ tụi em đang nghe cô. Ừ, có hỏi gì không? Hả? Em bảo sao em? Tính toán nhiều hơn biết chị này chứ em chỉ có biết cái hình này nãy chứ rồi cô cái hình là À, còn biết nói chung là có. từ tìm hiểu cũng vô cô. Em nói ra quả cô nghe khó quá. Em tính sai hả? Ừ, nói chung là tính toán thì cẩn thận một chút xíu, quan trọng ở phần này là bạn xác được xác định được cái miền á, nhớ là biết chắn từ bao nhiêu đến bao nhiêu, vậy là tốt rồi. Rồi, bây giờ hỏi bài nào nữa? Còn bài nào nữa không? 2.14E con. 2.14E. Ok. 2.14E hả? Rồi, 2.14E.
Bây giờ bạn nhìn vào đây, bạn phân tích cho cô này, hình này hình gì? Hình này hình gì? Z lớn hơn X bên, có cái bên chia 2 phải không? Hình gì nhỉ? Cái bên màu xanh này thì dễ này. Đây là hình cầu đúng không? Trong cầu bán kính căn 3. Đấy nhá. Đây hình gì? Ai biết? Bên này á hả? Bên này cầu á. Làm gì có? Cầu thì dẹt phải như thế nào? Phải có là dẹt pin, ít pin còn ít pin. Đấy nhá. Còn dẹt pin chứ. Bên này dẹt bậc 1 mà. Hình gì nhỉ? Cái gì logit á? À, paraboloid. Đúng rồi. Cái gì logit á? Paraboloid, được chưa? Nhưng mà bình thường á, cái hình mà hình chuẩn của bạn, hình đơn giản á, là x dẹt bằng x pin có nghĩa bình. Nhưng mà bây giờ có con 2 chia xuống, có nghĩa là gì? 2 dẹt sẽ bằng x có nghĩa bình phải không? Nghĩa là sao? Nghĩa là cái độ mở và tức là cái vòm của nó có thể thu hẹp hoặc là mở rộng ra, chứng giống như nguyên bản, được nhá. Ok chưa? Bạn hiểu không nào? Cái bài bây giờ Tôi tưởng có hỏi cái cớ hơn chưa? à, cái kế bên là câu rồi. Ok, kế bên là câu rồi nhé. Còn bên này là parabolic, được nhé nào. Rồi bây giờ để cho dễ xác định thì bạn sẽ tìm giao điểm. Bây giờ bạn tưởng tượng là một cái câu, rồi sau đó là gì? Một cái paraboloid thì chắc chắn cắt ra và nó sẽ giao lại với nhau, được nhé nào. Như vậy giao tuyến sợi với nhau. Ở đây là có ít pin, có nghĩa pin, còn dẹt pin này. Còn 3 này. Thứ hai dẹt bằng chia 2. Thứ nhất là tương đương gì? Như vậy ít pin có nghĩa pin sẽ là 2 dẹt đúng không? 2 dẹt này. Còn vậy dẹt pin này bằng 3 này. Dưới này dẹt sẽ bằng x pin cộng y pin chia 2. Như vậy tương đương dẹt bằng mấy các bạn? Dẹt sẽ có hai giá trị. Đúng chứ nhỉ? Dẹt thứ nhất là gì nào? A cộng B cộng C bằng 0 đúng không? Như vậy một nghiệm là 1 và nghiệm kia là trừ C chia A. Đúng chứ? Như vậy là trừ 3 đúng không? À, C chia A chứ, xin lỗi, C chia A là bằng trừ trừ 3. Đúng đó. Rồi. Tiếp, dưới này, đương nhiên bạn thấy này Z sẽ bằng x pin có nghĩa pin chia 2. Như vậy thằng ông này thì chắc chắn là loài, được nhất là ông này có thể nhận được. Như vậy suy ra ở đây bạn sẽ có là x pin cộng với y pin sẽ bằng 2 Z. Đấy nhá, mà dẹt bằng 1 như vậy nó bằng 2. Đấy nhá nào. Dẹt sẽ bằng 2, đấy nhá nào. Như vậy bạn có là dẹt bằng 1 này và x pin cộng y pin sẽ bằng 2. Như vậy là trên cái mặt phẳng dẹt bằng 1, đường tròn bán kính bằng căn 2. Đấy nhá nào. Rồi. Hiểu không? Như vậy bạn có vẽ hình như sau. Hình vẽ trục dẹt này. Trục y và trục x. Rồi. Hình cầu bán kính căn 3. Vậy đầu tiên cô cứ vẽ cái hình tròn. Được rồi phải không? 2, 4, 2, 4, ok, được rồi. Tiếp tục là gì? Vẽ cái eo của nó. Rồi, như vậy ở đây là căn 3 đúng không?
Dưới này căn 3. Được chứ nhỉ? Trên mặt phẳng giải bằng 1 căn 3 thì tính ra là được bao nhiêu phẩy các bạn? Số thập phân là bao nhiêu nhỉ? 1,7 à? Căn 3 là hình như 1,7. Khó 1,73 không? 1,73 vâng, ok, như vậy 1 là tầm tầm đây, đấy như này cô đại khái. Rồi, như vậy là ở đây cô sẽ vẽ cái đường ngang trên mặt phẳng giải bằng 1 này. Tiếp tục mặt cắt thiết diện sẽ là đường tròn bán kính bằng căn 2. Rồi. Như vậy rõ ràng vị trí này là giải bằng 1 này. Đấy nhá. Từ đây đi ra trục x này, trên này trục z này. Tiếp. Cái paraboloid chúng ta quên vẫn chưa vẽ đúng không? Như vậy thằng paraboloid này nó sẽ nằm ở phía bên trong. Đi qua điểm O đúng không? Rõ ràng đi qua điểm O. Như vậy nó sẽ đi từ trên này. Đi qua đây. Sau đó đi lên. Đấy nhé nào. Và cắt ở trong quả cầu này. Bây giờ phần mà chúng ta cần lấy ở đây là phần nào? Thứ nhất là bản thể này. Nó sẽ như thế nào? Nằm trong quả cầu này phải không? Thì ok rồi. Thứ hai, dẹt lớn hơn hoặc bằng. Dẹt lớn hơn hoặc bằng. Như vậy bạn thử kiểm tra cái điểm 1 ở đây này. Điểm 001 phải không? Nó có thuộc vào cái miền chúng ta đang lấy không? Dẹt lớn bằng x bình cộng y bình chia 2. Thì rõ ràng nó trường hợp này dẹt là 1 phải không? Bên này 0 bình cộng 0 bình chia 2 phải không? Như vậy rõ ràng điểm này thuộc. Có nghĩa là cái điểm, cái phần, cái miền V mà chúng ta đang lấy ở đây này sẽ là gì? Trong cầu nằm trong paraboloid và gì các bạn? À, đây, nằm trong paraboloid đấy nhé nè. Trong paraboloid và đi lên lụt ở trên cả cái cầu này nữa luôn. Bạn tưởng tượng như là một bát cơm mà ở trên bàn ép nó đầy lên phải không? Đấy nhá. Ở dưới này là cái chén, chén cơm này nhá, trên này là cơm nó bung lên chẳng hạn, ví dụ vậy. Hình dung nữa. Rồi. Rồi ok. Như vậy nếu như bạn lấy hình chiếu trong trường hợp này thì sẽ là hình gì? Hình chiếu trong trường hợp này sẽ là hình gì? Bên tròn thôi. Bán kính bằng bao nhiêu? Con đánh kính là bằng một. Chắc không? Từ từ em hai nhé. Bao nhiêu? Hình tròn bán kính bao nhiêu? Bạn dựa vào cái gì để bạn xác định cái bán kính của nó các Pythagore. bạn? Không phải Pythagore, Pythagore gì? Cắn ngay. À, hình bạn dựa vào hình chiếu à, tức là cái giao tuyến này bạn vẽ nhớ không đấy đấy à, bạn vừa tính ra lúc này đấy có phải cái này không, bạn thấy cái vân lớn nhất ở trong cái vân này này đấy nhá, đúng rồi phương trình đổi giao điểm đó, cái vân lớn nhất là cái vân ở ngoài này đúng không đó ở nhá, thì cái thang này rộng nhất thì nó chiếu xuống thì cái thang này nó sẽ bao lại toàn bộ, như vậy dựa vào cái phương trình giao tuyến này bạn vừa tìm được đấy được nhá, thì bạn thấy rõ ràng đây hình chiếu sẽ là bán kính bằng căn 2 được chưa nào. Rồi bài này yêu cầu đổi biến qua tọa độ trù đúng không, như vậy bạn sẽ làm gì? Đổi biến này x sẽ bằng r cột phi này, y sẽ bằng r sin phi, z bằng z, z bằng z đấy nhá nào. Jacobi bằng r, v phẩy bằng bao nhiêu? Suy nghĩ nhá, suy nghĩ trước khi nói nhé. R nằm trong khoảng bao nhiêu?
Azure được bao nhiêu đây các bạn? Không tới căn 2, chính xác này nhá. Như vậy hình chiếu là hình tròn bán kính bằng căn 2, như vậy Azure dựa vào hình chiếu không căn 2 được nhá. Tiếp phi. Phi bao nhiêu nhỉ? Còn đến 2 bình nữa. Đúng rồi, 0,2 pi. Z. Khó hơn chút. Bây giờ bạn này, nhìn vào Hello. này nó tương tự như que kem không các bạn? Tương tương que kem à, dẹt ở phía dưới sẽ là cái gì? Còn đến ba từ ít bình từ ít bình luôn. Không hả? À, bạn bảo là không thể mặt câu phải không? Rồi, bạn chỉ cần trả lời như bạn Thiền thôi, là không thể mặt câu hay là cái gì tới cái gì là được. Thiền đấy nhá, bạn Thiền này là không tới câu này đấy chứ, cô ghi tạm thời vậy. Các bạn thấy ổn không? Không tới câu nghĩa là sao? Nếu như Thiền mà bảo là không tới câu thì nó sẽ là nửa quả câu của bạn. Bởi vì mặt này là mặt phẳng Z bằng 0 phải không? Chỉ là mặt phẳng OXY phải không? Nếu như Thiền bảo là không tới câu thì nó nguyên cả nửa cái câu này đó. Được chưa? Rồi, bạn thân bảo là từ paraboloid tới câu đúng không? Paraboloid thì như vậy là từ đấy thôi, mà tới câu là tới cái phủ ở trên này thôi. Như vậy là chỉ là cái hình của chúng ta. Được chưa? Cái này đúng này. Được chưa nào? Như vậy bạn thân nói đúng này. Được chưa? Rồi, Thiền nhớ nhá, nếu như mà từ không tới câu tức là từ mặt phẳng OXY tới câu, như vậy là nguyên cả nửa cái câu này. Được chưa nào? Còn từ paraboloid mà tới câu thì sẽ là lấy đúng cái miên mà chúng ta đang xét đấy nhá. Ấn sao cả đấy nhá, rút kinh nghiệm nhớ nhá, phải ôm ôm sát vào cái hình của chúng ta. Rồi bây giờ như vậy chúng ta có này, giờ bạn mới suy ra cái số cái hàm để cho vào đây này. Từ paraboloid tới câu phải không, mà rõ ràng ở đây là chuyển sang toàn độ câu à, xin lỗi toàn độ trụ, thì nó chỉ có ba cái biến là error, phi và z thôi. Như vậy bây giờ z này bạn sẽ thể hiện qua phi và error, chứng tỏ ở phía trước này là bao nhiêu. Phương trình của paraboloid là đây, z nó lớn hơn hoặc bằng r bình chia 2. Đúng rồi, chính xác đấy nhá. Như vậy z này lớn bằng r bình chia 2. Đúng rồi đó. X bin còn y bin là Azure bin đúng không? Đấy nhá, X bin còn y bin là Azure bin, nhớ nào. Azure bin chia 2, đấy nhá. Như vậy chỗ này chính là Azure bin chia 2, đúng rồi. Tiếp. À, cần trên câu. Từ cái phương trình câu ở đây bạn sẽ giải ra z như thế nào? 3 trừ đi x bin trừ y bin lấy căn bằng 2 phải không? Như vậy sẽ là căn của 3 trừ đi Azure bin. Ok chưa? Rồi, chính xác. Rồi, thứ nhất là như vậy đến đây bạn sẽ bắt đầu đi tính thì phân được. X bin cộng y bin nhân với z. Y này, cô ghi lại hàm này. Rồi bây giờ bạn đổi sang V phẩy, tích phân ở trên V phẩy thì thành ba biến là gì các bạn? R, phi và z. Như vậy x bin cộng y bin sẽ là R bin. R bin, được chưa nào? Z là z phải không? Nhân với Jacobi là R phải không? DR, D phi, DZ. Rõ ràng trong trường hợp này bạn phải lấy nguyên hàm theo biến z trước, bởi vì z đang còn là hàm theo biến R. Được chưa nào? Như vậy sẽ bằng tích phân cần 0 căn 2 DR 0 2 pi D phi 0 à xin lỗi R bin chia 2 trên này căn bậc 2 của 3 trừ đi R bin Z
rơi mù ba đi dạng nha. Như vậy không 2 pi d phi, bên này là không căn 2, e rơi mù ba giữ nguyên, z pin chia 2 thế cần z bằng e rơi pin chia 2 và z sẽ bằng căn bậc 2 của 3 trừ đi e rơi pin đi e rơi, đúng nhé. Rồi thấy rằng ở trong phần này không còn có biến phi đúng không, do đó lấy nguyên hàm theo phi trước luôn cũng được, là được nhé. Phi thì cần không 2 pi thôi, cô ghi luôn là 2 pi nhá, nhân luôn không căn 2, thể giá trị vào bằng được gì, 1 phần 2 cô có thể cho ra trước nhất là chia 2 luôn. Như vậy chỗ này cần trên sẽ là cái căn bậc 2 bình phương lên mất căn bậc 2, như vậy sẽ là r mũ 3 nhân với 3 trừ đi r bình, trừ đi cần dưới, trừ đi cần dưới sẽ là r mũ 3 nhân với r bin chia 2, như vậy là r mũ 5 chia 2, động hoặc lái d dạ à xin lỗi d r nhá. Rồi như vậy bằng lượng này sẽ là được pi nhân với rút gọn trước rồi tính sau cho nó đỡ nhầm, không căn 2 trong này sẽ được bao nhiêu, 3 r mũ 3 trừ đi r mũ 5, r mũ 5 rồi tiếp là trừ đi r mũ 5 chia 2, như vậy trừ 3 phần 2 phải không, r mũ 5 r đi nhỉ. Như vậy ở đây sẽ được là pi nhân với gì, 3 r mũ 4 chia 4 trừ đi 3 r mũ 6 chia 6, như vậy là chia 12, thế r là 0 và căn 2, thế căn 2 vào như vậy được pi nhân với gì, căn 2 như vậy là hết phải không, mất con r mũ 4 chia 4 hả, trừ đi 1 phần 4, 3 chia 12 là 1 phần 4, r mũ 6 như vậy 2 x 2 x 2 là 8 đúng nhé. Như vậy kết quả là được gì? Pi. Ok không? Có ai ra kết quả giống cô không? Rồi. Hỏi gì nữa nhỉ? Hỏi gì nữa không? Từ coi em bị sai rồi, con cho em chụp lại em ghi lại cái ok. Giờ sao rồi coi em thôi. Ok, các bạn khác có hỏi gì nữa không? Cô sửa bài nào mà có trong cấu trúc đề thi với cô? Sửa bài nào có trong cấu trúc đề thi hả? Bài dạng này là có trong cấu trúc đề thi đi các bạn. Những cái dạng cô ra là những dạng cơ bản đấy. Bài về nhà em thấy bài nào khó không? Em thấy bài nào cũng khó hết. Bài nào khó vậy hả? Không làm được bài nào hả? Có làm được bài nào không? Bây giờ nếu như tiếp phân ba lớp á, thì tạm thời là chừng đó, còn cái dạng mà 2.8 này hôm bữa của bạn Vinh Nhan làm có làm được không? Như vậy là 2.15. Bây giờ thích sửa bài nào thôi, chứ giờ bài nào nó cũng quan trọng hết các bạn, bài nào cũng là dạng mà có thể gặp được hết đó. À rồi bây giờ bài 2, à 2.15 nó chưa học. Bài 2.14 thôi. Câu B. Những câu A, C, D các bạn vẽ được hình đúng không? Có vẽ được hình không? Có vẽ được hình, có chặn được miên không? 2.14 A, C, D. Riêng em hay không?
em nói với em thôi là coi như có câu em nghĩ chặn được hơn, còn có câu là em không biết chặn. À, bây giờ ví dụ thêm bài nào nữa, bài nào muốn cô chặn hình thêm nữa? Câu D chặn được không? Ừ, câu đơ để làm ra không không biết chặn. Câu D này em bị chặn hả? Câu D hả? Câu D này cô nghĩ là giống như cái bài hôm bữa cô đã cho làm ở trên lớp tuần trước này. Vì sao? Câu D này. Nhìn vào thấy một bên là hình trụ phải không? Một bên là hình gì các bạn? Ở bên này. Hình gì mà úp xuống nhỉ? Ừ. Paraboloid. Rồi, chính xác paraboloid nhá. Bài này cô chỉ giúp gắn hình thôi nhá. Gắn miên thôi. Bây giờ thứ nhất này là trù phải không? Bạn có giáo tuyển là gì nhỉ? Một bên là ít pin, còn ít pin bằng một này. Một bên là Z sẽ bằng 2 trừ đi ít pin, trừ đi ít pin. Đúng nhé. Rồi. Như vậy rõ ràng ở đây nếu như bạn thể Z bằng một vào xuống phía dưới thì bạn được là ít pin cộng ít pin bằng một này. Trên mặt phẳng Z bằng một đúng không? Như vậy đây là đường tròn bán kính bằng một trên mặt phẳng Z bằng một. Được nhé nào. Ngoài là trụ tròn bán kính bằng một lấy từ mặt phẳng là dẹt lớn bằng không, được chưa nào? Rồi là thứ hai là cái thằng này là bây giờ cô nháp sơ sơ này, như vậy cô có cái trụ tròn phải không, trụ tròn phải không, tiếp đây là trục dẹt chẳng hạn, thì ở đây sẽ là gì, cái đỉnh của nó, cái đỉnh của paraboloid là từ vị trí 2, được chưa nào? Nó úp xuống và cắt tại mặt phẳng dẹt bằng một một đây. Như vậy nó về này. Đương nhiên trong là nệt nệt khuất được nhá ạ. Rồi. Đó. Mặt phẳng dễ bằng không. Đấy chỉ là hình viên đàn hôm trước là vẽ rồi. Đúng chứ? Đấy nhá nào. Bạn chỉ cần xác định giao tuyến sơ sơ là bạn biết được nó cắt ở đâu này. Biết được nếu như vẽ hình chắc. Được nhá. Nếu như bạn vẽ hình chắc thì bạn sẽ biết cái hình này nó như thế nào. Nó từ đỉnh 2 úp xuống này. Z lớn bằng không, như vậy từ mặt phẳng Z lớn bằng không đi lên này, như vậy đây chỉ là hình viên đạn, được chưa nào? Rồi vẽ đẹp lại. Những cái hình này cũng hay thi này các bạn, những cái hình cơ bản mà giao giữa trụ rồi paraboloid rồi là cầu với paraboloid vân vân, những cái hình cô vừa giới thiệu vừa rồi đó là hình hay gặp đó. Ở đây không dạy cái gì xa xôi đâu. Còn để ý cái video thứ hai cô vừa làm cho các bạn á, vẽ hình á thì nó có một số hình, cô có vẽ hình một số miên á, xem thêm nhé. Nhìn chung ở phần này mà bạn tưởng tượng tốt, vẽ hình tốt là bạn sẽ nhìn ra được. Một cũng phải là tài giỏi gì đâu các bạn, làm nhiều thì quen thôi. Bạn nào khéo tay là con thích vẽ nữa kìa. Rồi, được nhá. À, cô biết rồi thì cô chỉ vẽ chừng đó thôi. Rồi, như vậy trên này vị trí 2 phải không? Dưới này vị trí 1 phải không? Dưới này 0 phải không? Bán kính R bằng 1 phải không? Bây giờ bạn nhìn vào cái giao tuyến này các bạn này.
Bạn nhìn vào cái giao tuyến này bạn thấy là trên mặt phẳng giải bằng 1, được nhất là đường tròn bán kính bằng 1, và ông như vậy chắc chắn cái hình chiếu xuống của nó sẽ rơi luôn vào cái mặt đáy như này luôn. Nghĩa là rồi. Tiếp, như vậy nếu như đổi biến qua tọa độ trụ x bằng r cột phi, y bằng r sin phi, z bằng z, Jacobi bằng r, về phẩy bạn sẽ chặn được như thế nào? Cố ghi ngắn gọn nhé. R này sẽ dựa vào hình chiếu R chạy bao nhiêu nhỉ? Khoảng 0,1 đó. Rồi, phi 0 2 pi đúng nhá. Rồi tiếp, Z Z bao nhiêu? Z thấp nhất là thậm chí là trong cái D của người ta cũng đã cho đó này. À rồi ok. Không tới, bây giờ cô lại nhắc thêm một lần nữa. Đổi biến qua tọa độ gì các bạn? Tọa độ trụ đấy nhá. Chứng tỏ biến bây giờ chỉ có là hai ba biến thôi, đó là R, phi và Z. Như vậy thằng Z này chắc chắn phải thể hiện qua R và phi, không còn có chữ x chữ y nào ở đây nữa, được nhất nào? Như vậy ở đây bạn sẽ ghi thế nào cho nó hợp lý? Bạn Thiền nói là đúng rồi đó, nhưng mà phải ghi thế nào nhỉ? Không tới hai từ rồi. Rồi đúng nhá. Ok, đúng rồi, chính xác, được nhất nào? Đó. Như vậy đây là xong, bạn chặn được miền thế này là bạn được đến đây là được 0,75 điểm đấy đó. Ừ. Rồi bạn ghi được cái y nữa là tích phân ở trên v phẩy, được nhất nào? X bình, như vậy sẽ là r bin cột bin này nhân với Jacobi là r này, dr, d phi, dz này, ít nhất là được 1 điểm, được chưa nào? Lang này đây là được 1 điểm thôi, được chưa? Rồi bây giờ đến đây tính được không? R mũ 3 cột pin hạ bậc, được chưa? Là xong rồi, đến đây tự làm tiếp đúng nhỉ? Khỏi gì nữa không? À, gạt đường giảm ha, đường giảm có gì đâu, à, tích phân của một số hàm đường giảm cơ bản thôi em. Như vậy trường hợp mà có Robin thì bạn Robin của xin lỗi sin bin của bin đấy nhá, thì bạn cứ sử dụng công thức hàm bậc cho con. Sin bin phi này, một này trừ đi cốt hai phi chia hai của bin phi sẽ bằng một cộng với cốt hai phi chia hai, được nhá. Công thức hạ bậc rồi. Hỏi gì nữa không? Cô cho nghỉ chút xíu nhá. Sau đó 2:30 chúng ta vào học tiếp phần 2 nhé. Dạ.